Ở đây có Pentax KX, đây là con máy Pentax mà mình review trên kênh mình mà khen quá trời khen nè. Không biết có phim không ta? Cọp bị kẹt rồi. Nhưng mà mình sẽ sử dụng làm nóng thì mình cà phê sữa đi ha. Mình một ly cà phê sữa nóng đi. Dạ. Okay, bạn. Và mình sẽ phối trộn giữa có hạt Robusta và Arabica cho bạn, cho một ly cà phê sữa nóng. Thì mình muốn lấy cái body từ Robusta và lấy cái hương của Arabica. Dạ. Cảm ơn bạn. Sẽ thử bánh bạn nha. Dạ, mình thì còn một cú nóc nào. Cú nóc nào, nóng hay đá? Nóng ạ. Dạ, có sữa luôn ạ. Có sữa luôn. Dạ. Mình sẽ làm mạnh mẽ hơn. Dạ rồi. Xin lỗi bạn. Bạn thấy cái view không gian rộng không? Không gian background hơi lãm không? Mình lại một lần nữa tới Đà Lạt nữa rồi nha. Và chắc là lúc mà lên clip vlog này á, thì cái clip mà mình quay bằng con VShot 561.7e đã lên clip rồi. Thật ra thì giờ cũng không cần phải làm clip quảng cáo gì thêm cho con đó, nhưng mà mình vẫn thích các bạn. Đi chơi du lịch mình chỉ mang đúng mỗi cái con 56 với là con 17-28 Samron này nè. Một con góc rộng, một con 56 crop mode zoom lên cỡ 75-85 gì đó, cỡ 85 thì phải. Là đủ size với mình luôn. Thì đúng là ví dụ mình có thể size một con 85 cũng được, nhưng mà không có cái con nào có độ nhỏ gọn như con 56 hết. Và với mình thì nhu cầu quay chụp thì JPEG đúng mà. Con 56 đó xài là đủ luôn rồi, nên mình không nhất thiết phải chụp mode full frame làm gì cả. Có hình ảnh là được. Xong rồi kiểu nhiều tấm hình nó đã lắm bạn. Chụp đơn giản mà chụp gọn nhẹ đi lại nhiều á thì mình mang đúng hai lens thôi. Mà các bạn thấy không, cái năng AF cho quay video của nó cũng rất là ngon, cho dù là chiếu sáng đi chăng nữa. Phải công nhận một điều á là thời gian gần đây VShot làm nhiều lens ngon và rẻ quá. Ngoài những cái con đó ra thì còn một loạt những cái dòng E, dòng mà thiết kế siêu nhỏ gọn mà khẩu lớn như là con 35 1.7, ngoài con 56 là còn có 35 với một số con khác nữa. Và sắp tới VShot sẽ cho ra mắt á. Thậm chí là những con cao cấp như là 135 với 1.8 lab sắp ra mắt luôn. Trời ơi, mình không thể nói hết là VShot bây giờ thật sự là làm toàn đồ ngon không à. Nhưng một điều là đáng khen từ phía VShot. Hôm nay tính làm vlog ngắn về Đà Lạt thôi. Trời mới tới à. Cái tự nhiên đang tận dụng cái con VShot, cái nói chuyện với con VShot xíu luôn. Thank you.
Thank you.